nay á, thì là bữa mùng 7. Tại vì mình đăng bài nó hơi lâu cho nên mấy bạn thông cảm nha. Mình làm thì cũng cực lắm, mình làm có một mình hà, cho nên nó lâu lắm mình làm không có kịp. Thì bữa nay á, anh Tân là mấy cái anh bạn ở trên cái xóm tên kia chứ không phải xóm của mình, thì ảnh rủ lên nhà ảnh để ăn tiệc đầu năm. Ảnh nghe nói là ảnh làm mấy bàn cũng đông lắm, ảnh mời mình lên chơi. Thì bữa nay chiều nay tối nay nè, mình đi lên nhà ảnh để ăn tiệc. Thì ai làm gì làm, còn mình thì mình ăn thôi. Ăn thôi là được rồi. Mời các bạn đi lên nhà anh Tân chơi với mình cho vui nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì giờ đâu bắp hả? Đâu bắp. Dạ. Chị làm hồi nào tới giờ vậy? Chị làm hồi trưa. Dạ. Trưa có bà ba đi làm bắp phụ. Dạ. Chị mấy người phụ vậy? Ba người. Dạ. Mẹ anh mới tắm. Dạ. Biết rồi anh Tân. Em có gặp mẹ anh rồi anh Tân. À gặp chú nha anh Tân ha. Dạ. Ủa Tân mày nè. Dạ. Có chỗ đâu nghe nó quay quay. Dạ. Cái món này là món ghi bằng gì hay gì? À cuộn heo phá lấu. Cuộn heo làm phá lấu. Mà gần nãy mình ăn rồi miếng thơm lắm. Giống như là quay chảo vậy hay gì? À đúng vậy. Thế hả? Từ quay lấu ăn nước dừa vậy cái nó ngon. Dạ. Nó quay tôi hậu bụng đáng tôi như là con mèo nó quay như vậy rồi. Anh Tấn ở nhà giỏi ha. Báo phòng anh. Chị Hương đang cầm cái mi à, giờ chị Hương chuẩn bị lên quất một bài. Đâu làm bãi quất bài vậy? Ủa làm bãi à? Để em lên em quay cận cảnh với Hương à. Kia là anh Sáu, anh đội nón là anh Sáu. À, ở đây ai cũng gọi là Sáu Lá hết á. Dạ. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Minh Hiền. Dạ đúng rồi. Minh Hiền. Dạ. Rồi. Vậy có bà con với chú hả? Rồi. Chú là
Lan nào này, đứa nào là Lan? Em mặc áo xanh tên là Lan. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly.
Lan. Anh sáu lên sáu. Anh đủ tôi kinh tôi chào tôi luôn. Sáu chơi thì không ổn đúng luôn á. Không vậy còn vậy không có gì có vậy chứ. Mày sao I'm not afraid to die.
thì vài bữa nữa sớm ở tên nhà mà Út của mình cũng chơi vui vui cũng giống giống vậy á. Mấy bạn nhớ đón xem nha, thì sắp sửa rồi còn vài ngày nữa thì tới đó thì mình cũng lên tải mình chơi, tại vì mở Út mở mới điện thoại cho mình mở báo tin, nhưng mà ngày đó là tiệc gì thì mình chưa có biết, tới đó rồi mấy bạn sẽ biết nha. Còn bây giờ thì clip khánh tới đây cũng đã hết rồi. Thì thật ra mấy anh mấy chị ở trên đó vui chơi vậy thôi, chứ thật sự thì mấy anh mấy chị đó hiền lắm, không có gì hết á. Cho nên mình lâu quá thì mấy anh mấy chị cũng rủ mình lên chơi hoài à. Clip của Khánh tới đây cũng hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.